có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hoạt hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250 ml, 500 ml và 750 ml. Tại Adelaide, nước mắm hoàng gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, sinh hoạt chính trị trở nên nhộn nhịp ngày hôm nay sau khi việc phân chia thuế GST được thông báo mà New South Wales và Queensland sẽ là hai tiểu bang bị thiệt thòi nhiều nhất. Trong khi Victoria và Tây Úc sẽ nhận được phần lớn của chiếc bánh GST lần này. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, lãnh tụ đối lập Peter Dutton thúc giục chính phủ Albanese theo chân Hoa Kỳ cấp ứng dụng TikTok tại Úc. Trong khi đó, tại Nam Úc, người mua nhà có thể sẽ tiết kiệm được khoản tiền kiểm tra căn nhà trước khi mua vì chi phí này sẽ thuộc trách nhiệm của người bán trong tương lai. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Albanese bác bỏ chỉ trích của các tiểu bang về việc cắt giảm gần 90 tỷ đô la tiền thuế GST. Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ các cáo buộc khi cho rằng Queensland và New South Wales đang bị lừa trong khoản tiền bồi hoàn thuế dịch vụ và hàng hóa GST trị giá 89 tỷ 500 triệu đô la. Phát biểu tại Sydney ngày hôm qua thứ Năm, Thủ tướng Albanese đã từ chối can thiệp vào quá trình phân bổ thuế GST và nói rằng hệ thống này sẽ không thay đổi dưới thời chính phủ lao động của ông. Tại Úc, mỗi năm sẽ có một ủy ban đánh giá về khả năng chi tiêu và tăng doanh thu của mỗi tiểu bang. Sau đó, ủy ban này sẽ đưa ra khuyến nghị cho chính phủ về cách phân chia thuế GST. Tuy nhiên, sau khi ủy ban này đưa ra quyết định phân chia thuế GST vào thứ ba vừa qua, thì Bộ trưởng Ngân khố New South Wales, ông Daniel Mooki và người đồng cấp ở Queensland là Cameron Dick đã yêu cầu xem xét lại cách thức phân bổ nguồn thu thuế GST giữa các tiểu bang và lãnh thổ. Theo quyết định được ủy ban công bố, New South Wales sẽ bị thiệt hại 188 triệu đô la trong năm tài chính tới, chủ yếu là do mức thuế tài nguyên đối với các loại than đá và dầu mỏ, một điều mà ông Muki cho là vô lý và không thể chấp nhận được. Cuộc xung đột về phân chia thuế GSD diễn ra ngay trước cuộc họp của các bộ trưởng ngân khố liên bang cũng như tiểu bang và lãnh thổ vào hôm nay thứ Sáu, theo đề xuất của chính phủ liên bang, nhằm mục đích giải quyết vấn đề về chi phí tăng vọt của chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIS. Ông Mookie nói thêm rằng chính phủ New South Wales có thể sẽ cản trở các mối quan hệ đối tác giữa liên bang và tiểu bang trong tương lai, nếu liên bang không tiến hành đại tu hệ thống phân chia thuế GST. Trong số, các tiểu bang Victoria được coi là nơi hưởng lợi lớn nhất từ các thỏa thuận cập nhật với ngân sách của bang sẽ thu thêm 3.8 tỷ đô la trong năm tài chính tiếp theo, nâng tổng số tiền thanh toán của bang lên 23.700 tỷ triệu đô la. Trong khi đó, Tây Úc cũng sẽ nhận được thêm 838 triệu đô la theo phân bổ 2024-2025, nâng tổng số tiền thanh toán lên mức 7 tỷ 300 triệu đô la. Cũng liên quan đến thuế GST, Thủ hiến New South Wales và Bộ trưởng Ngân khố Victoria đối đầu trong cuộc xung đột tài chính về việc cắt giảm thuế GST. Một cuộc khẩu chiến từ hai bên bờ sông Murray đã nổ ra về những điều chỉnh trị giá hàng tỷ đô la Đối với việc phân chia lợi nhuận thuế GST cho các tiểu bang và lãnh thổ. Thủ hiến New South Wales đã coi Victoria là một tiểu bang được hưởng lợi nhiều nhất trong đợt phân chia thuế GST lần này, trong khi bộ trưởng ngân khố Victoria thì chỉ trích là thủ hiến Chris Means không hiểu biết gì về việc phân chia lợi nhuận thuế GST. Ông Chris Means cho biết theo những thay đổi đối với hệ thống được thực hiện vào năm 2018, tiểu bang New South Wales của ông hiện chỉ nhận được 86 cent cho mỗi đô la mà cư dân New South Wales đóng góp thấp hơn so với mức 94 cent trước đó. Theo lời ông Chrismins, thì phần lớn số tiền cắt giảm từ New South Wales sẽ được chuyển sang Tây Úc, nơi ngân sách đang thặng dư từ sự bùng nổ khai thác mỏ hoặc chuyển sang Victoria, là tiểu bang đang nhận được rất nhiều phúc lợi từ tiền túi của các gia đình ở New South Wales. Theo phân bổ mới, thì số tiền thuế GST mà Victoria nhận được sẽ tăng lên 22,2 tỷ đô la vào năm tới, tức là tăng từ 21,9% lên thành 24,8%. Trong khi đó, về phía Victoria, ông Tim Pallas cho rằng, mặc dù khoản thanh toán chia đều cho New South Wales đã có sự giảm, nhưng New South Wales vẫn sẽ nhận được khoản thanh toán lớn nhất từ trước đến nay là 24 tỷ 200 triệu đô la. Cũng theo lời của ông Pallas thì Victoria không hề nhận được gì từ New South Wales mà chỉ nhận thêm 1 tỷ rưỡi đô la từ các khoản thu ở cấp liên bang. Tin sinh hoạt chính trị Peter Dutton thúc đẩy Albanese theo chân Mỹ thực hiện lệnh cấm TikTok. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết chính phủ lao động Albanese cần phải theo chân Mỹ tức là nên xem xét việc cấm TikTok ở Úc vì những gì mà ông cho là những mối đe dọa nghiêm trọng về quyền riêng tư của người tiêu dùng và an ninh quốc gia do nền tảng này gây ra. Ông Dutton đã kêu gọi chính phủ Albanese noi gương Hoa Kỳ trong việc áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với nền tảng truyền thông xã hội TikTok đối với người dùng tại Úc. Nhắc lại là Hạ viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua luật cấm TikTok hoàn toàn, nếu chủ sở hữu ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc không bán cổ phần của họ trong vòng 6 tháng kể từ khi dự luật này được ký ban hành thành luật. Tuy nhiên tại Úc, thủ tướng Albanese khi bị thẩm vấn về vấn đề này đã bác bỏ những đề xuất rằng nước Úc sẽ thực hiện cuộc đại tu tương tự, tuyên bố rằng chính sách quốc gia không được xác định theo ý muốn của các cường quốc nước ngoài. Lập luận của thủ tướng Albanese đã không được đối lập chia sẻ và ông Peter Dutton khẳng định Thủ tướng cần phải hành động có trách nhiệm sau khi các cơ quan tình báo đã xác nhận là TikTok đang mang đến những tác động nguy hiểm về mặt an ninh quốc phòng. Phát biểu trên đài Sky News ngày hôm qua, ông Dutton đã thúc đẩy chính phủ lao động nhanh chóng đưa ra lệnh cấm TikTok với lý do ứng dụng này đang hiện diện trên không gian mạng, nhưng ông Dutton không ám chỉ rõ ràng đến sự can thiệp của Trung Quốc vào hoạt động của nền tảng này. Ông Dutton cho rằng việc thủ tướng Albanese từ chối ra lệnh cấm TikTok tại Úc cho thấy ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo yếu kém khi đối mặt với một vấn đề đại diện cho lợi ích quốc gia. Về phía chính phủ Thủ tướng Albanese cho biết, chính phủ của ông đã không nhận được bất kỳ lời khuyên tình báo nào tương tự như của Hoa Kỳ liên quan đến các mối đe dọa của TikTok đối với người tiêu dùng. Tin từ Nam Úc, người mua nhà có thể không cần phải trả tiền để kiểm tra nhà trước khi mua. Tại Úc, trước khi quyết định mua một căn nhà nào đó, luật sư thường đề nghị người mua nhà nên thuê một chuyên gia để họ thẩm định về tình trạng của căn nhà mà từ tiếng Anh gọi là building inspection. Việc làm này gây nhiều tốn kém cho người mua. Để giúp người mua tiết kiệm khoản tiền này, Đảng Xanh tại Nam Úc đã đưa ra một đề xuất trước quốc hội tiểu bang, yêu cầu những người bán nhà ở Nam Úc phải cung cấp biên bản kiểm tra tòa nhà hiện tại khi tài sản của họ được giao bán. Điều này có nghĩa là người bán nhà phải trả tiền để làm building inspection, chứ không phải là người mua nhà, và biên bản kiểm tra nhà không quá 3 tháng khi căn nhà được giao bán. Phát ngôn viên đảng xanh về gia cư tại Nam Úc, ông Robert Sims cho biết, những cải cách này sẽ mang lại cho người mua sự bảo vệ tốt hơn trong cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay và cung cấp thông tin quan trọng về tài sản mà họ muốn mua. Ngoài ra, một phần khác của những thay đổi sẽ khiến người bán và đại lý bất động sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu họ cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiệu nhầm trong quá trình báo cáo và kiểm tra tòa nhà. Bên cạnh đó, luật mới cũng yêu cầu báo cáo kiểm tra tòa nhà cũng cần phải được chuẩn bị bởi một người không phải là cộng sự hoặc người quen biết của nhà cung cấp mà bởi một người được công nhận là thanh tra viên. Tuy nhiên, dự luật được đề xuất hiện đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những người trong ngành bất động sản. Giám đốc điều hành Viện Bất Động Sản Nam Úc, bà Andre Hedding cho biết, việc vấn đề khả năng chi trả nhà ở lớn hơn nhiều so với việc các nhà cung cấp trả tiền cho việc kiểm tra tòa nhà với chi phí chỉ trên dưới 2.000 đô la và luật đề xuất không đại diện cho mối quan ngại của những người mua tiềm năng. Ngoài ra, bà Hedding cho biết, một báo cáo kiểm tra tòa nhà chung do các chủ nhà thực hiện sẽ không xem xét các yêu cầu khác nhau mà người mua đang tìm kiếm ở một bất động sản. Tiếp tục tin từ Nam Úc, cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện tại khu vực trung tâm Randall Mall. Cảnh sát Nam Úc đã tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện tại trung tâm thương mại Runner ở Adelaide để ngăn chặn những kẻ có ý định trộm đồ sau một loạt vụ bạo lực đã xảy ra tại khu vực này. Thông tin từ Tổng nhà Cảnh sát cho biết là các sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục sẽ được hỗ trợ bởi Bộ Phận ứng Phó An ninh chuyên nghiệp, cũng như các đơn vị cảnh sát và chó nghiệp vụ đã bắt đầu tuần tra khu vực trung tâm Randomall để giải quyết những lo ngại về an toàn của cộng đồng. Hành động tuần tra này được thực hiện sau khi hôm thứ Hai vừa qua, một cô gái 15 tuổi bị buộc tội hành hung nghiêm trọng sau khi tấn công một nhân viên tại một cửa hàng thể thao ở Randomo. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một số mỹ phẩm và đồ trang sức mà cảnh sát nghi ngờ thiếu nữ 15 tuổi này đã đánh cắp. Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng một người đàn ông được cho đã đã dùng rìu khi đối đầu với nhân viên tại một cửa hàng thể thao khác vào hôm thứ Tư sau khi họ tiếp cận anh ta vì tội ăn trộm một chiếc áo phông. Trợ lý ủy viên cảnh sát Scott Duval cho biết, các cuộc tuần tra bổ sung sẽ mang lại sự hiện diện rõ ràng và phản ứng nhanh. Ông Duval cho biết việc chuyển thêm cảnh sát vào khu trung tâm CBD sẽ không khiến các khu vực khác của lực lượng bị thiếu nhân lực. Người phát ngôn của phe đối lập John Gardner hoan nghênh sự hiện diện ngày càng tăng của cảnh sát, nhưng cho biết đây chỉ là phản ứng ngắn hạn. Ông Gardner nói rằng liên đảng đối lập đang kêu gọi xem xét lại các hình phạt vì có rất nhiều cảnh sát ngày càng thất vọng khi họ đã bắt giữ ai đó và nếu những người này bị buộc tội, họ cũng có thể được tại ngoại khá dễ dàng. Do đó ông Gardner hy vọng là nếu cảnh sát bắt giữ thủ phạm thì chính phủ cần đảm bảo rằng các hình phạt được áp dụng là phù hợp để giải quyết mức độ tội phạm và sự gián đoạn mà người đó đã gây ra cho cộng đồng. Cuối cùng là tin sinh hoạt tài chính thêm một nhà máy bia nổi tiếng trên bờ vực phá sản. Một nhà máy bia nổi tiếng của Úc hiện đang trên bờ vực phá sản khi những người thực hiện tái cơ cấu khẩn trương tìm kiếm người mua hoặc tìm cách xoay chuyển vận mệnh. Dis Brewing có trụ sở tại Victoria đã bắt đầu hoạt động quản lý tự nguyện vào thứ tư, khiến số phận của 50 nhân viên rơi vào tình trạng bấp bênh. Dis Brewing đã từng là niềm tự hào của bốn doanh nghiệp bao gồm Dis Group, Dis Taproom, Dis Brewing và Future Proof Distilling. Cả bốn doanh nghiệp này đã cùng vận hành nhà máy bia cùng với một cơ sở trưng cất cũng như các cơ sở đóng hộp và đóng chai có trụ sở chính tại Melbourne và đã từng đoạt giải thưởng với hơn 23.000 người theo dõi trên Instagram. Ngoài ra, Disbrain cũng đã mạo hiểm khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khác nhau để có thêm khách hàng như mở nhà hàng ở vùng ngoài Oakland, Iris phía đông nam Melbourne. Tuy nhiên, trong bối cảnh người dân Úc thắt lưng buộc bụng, và việc thưởng thức một ly bia đã trở nên xa xỉ nên công ty không thể duy trì hoạt động và việc công ty tuyên bố phá sản cũng khiến số phận của toàn bộ 50 nhân viên của công ty bị đặt trong tình trạng bất ổn định. Theo cơ quan quản trị tạm thời thì họ đang muốn bán gấp hoặc tái cấp vốn cho doanh nghiệp. Cuộc họp chủ nợ đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai.